Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu chỉnh chiếu đám cưới đỉnh cao rất là đẹp mắt và mang hiệu ứng vintage và các cái hiệu ứng chuyển cảnh cực kỳ đẳng cấp. Và các bạn muốn nâng cao cái kỹ năng đồ họa của mình để mà đáp ứng mọi cái thách thức trong công việc và học tập thì các bạn muốn tạo ra những cái video tuyệt vời, chỉnh chiếu chuyên nghiệp hoặc là đơn giản chỉ là học cái cách sử dụng phần mềm đồ họa Adobe Premiere một cách hiệu quả thì các bạn đã đứng đến với cái kênh Kỹ năng Tin học là các bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Thế là hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cái mẫu chỉnh chiếu đám cưới và cái mẫu này nó là một cái kiệt tác tuyệt vời cho cái ngày trọng đại của các bạn. Và cái lễ cưới nó là một cái khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc đời và mỗi chi tiết đều cần phải là cái sự hoàn hảo. Với cái mẫu wedding slideshow này thì các bạn sẽ dễ dàng tạo ra một cái video cưới đầy lãng mạn và ấn tượng chỉ trong vài phút. Và nó được thiết kế đặc biệt cho cái phần mềm Adobe Premiere Pro. Và cái mẫu chỉnh chiếu này nó có cái cấu trúc module nó giúp các bạn tùy chỉnh dễ dàng với mọi cái cảnh quay và cái thay đổi thời gian hiển thị cho từng cảnh mà không gặp bất kỳ một cái sự khó khăn nào. Và cái mẫu chỉnh chiếu này nó bao gồm 6 cái phiên bản khác nhau và bao gồm các cái đoạn ngắn và dài. Nó có thể là giúp cho các bạn lựa lựa theo cái nhu cầu cụ thể và 12 cái vị trí giữ ảnh và video mà tạo cho không gian những khoảnh khắc quan trọng của bạn và lồng ghép và bạn dễ dàng thay thế ảnh chỉ việc kéo và thả, chỉ việc mỗi việc vậy thôi. Tôi nghĩ có lẽ là cái việc khó nhất là làm sao có được cái mẫu này thôi. Và cái hiệu ứng hoa hồng và trái tim nó thêm phần lãng mạn cho những cái video của bạn và những cái cánh hoa hồng hay là những cái trái tim xinh đẹp nó xuất hiện rất là lôi cuốn. Cái mẫu này nó rất là lý tưởng cho những cái video trọng đại, video đám cưới này hay là ngày lễ tình nhân hay bất kỳ câu chuyện tình yêu nào mà các bạn muốn kể lại bằng hình ảnh cho khách hàng của bạn. Và nếu các bạn đang tìm kiếm cái cách mà để mang cái sự độc đáo cho cái lãng mạn cho cái video cưới của mình thì đừng bỏ qua cái mẫu chỉnh chiếu này. Và khi các bạn xem xong cái mẫu chỉnh chiếu này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi ở cái số điện thoại trên Zalo ở trên mô tả video và mô tả kênh. Và để sử dụng cái mẫu chỉnh chiếu ảnh cưới này thì các bạn mở cái thư mục Wedding Slideshow ở đây lên và nhấp thẳng chuột vào cái template là Wedding Slideshow Premiere Pro. Và đây là cái giao diện của cái template mẫu chỉnh chiếu ảnh cưới đám cưới đỉnh cao và nó dùng cho cái phần mềm Adobe Premiere Pro 2025. Đây là tôi đang dùng bản 2025. Cái này thì nó tương thích với cái bản là Premiere Pro bản 2015 trở lên, CC 2015. Và đầu tiên thì để sử dụng cái mẫu template này thì các bạn là sẽ để ý cái mục ở đây đó. Ở bên trái góc dưới bên màn hình ở đây ở cái khu vực bảng trong này thì các bạn vào cái mục Edit ở đây và trong cái thư mục 1.12 này đấy là từng có 3 cột tất cả các cái ở đây thì các bạn sẽ nhấp chuột vào cái khu vực đầu tiên thì các bạn sẽ chọn import một số cái bức ảnh đã chọn sẵn và đây tôi chọn một số cái bức ảnh đó rồi và các bạn sẽ vào cái mục đây quay về đây quay lại về cái đây tiếp tục là quay lại về cái Final Shot đây các bạn vào cái thư mục đầu tiên ở đây và nhấp chuột vào thì ở đây thì nó hiển thị cái file lần lượt là có 12 shot tất cả trong cái thư mục này có 3 shot thì có 3 cái thư mục thì là các trong trong các cái thư mục đấy thì có các shot trải đều và đầu tiên các bạn sẽ nhấp chuột vào cái khu vực ở đây và để các bạn làm thay cái nền ảnh ở trong này và các bạn nhấp chuột vào cái shot 01 đó và các bạn sẽ lựa một cái bức ảnh và các bạn sẽ lựa một cái bức ảnh các bạn đã chọn đấy các bạn kéo thả sang bên này rồi và đây là một cái ảnh dọc thì các bạn có thể ấn chuột phải và tìm xuống scan to frame size và các bạn nhấp thẳng chuột vào trong cái giao diện là cái của cái màn hình ở đây và các bạn kéo kéo thả và các bạn cứ tùy chỉnh vậy trước khi làm cái này thì các bạn phải chọn ảnh và các bạn sẽ làm cái độ phân giải nó phù hợp với cái kích cỡ của cái video này và khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể quay lại về cái để kiểm tra những cái bước mà đó đó cái hiệu ứng nó chạy rất là đẹp mắt và để tiếp theo cái mục tiếp theo thì các bạn lại vào cái mục số 2, shot 02 và để tiếp tiếp tục kéo thả cái bức ảnh vào.
bạn sẽ lại về cái mục giao diện đầu tiên ở đây để chọn những bức ảnh và kéo thả sang bên cái khu vực này. Ấn chuột phải và scan to frame size. Và các bạn lại về cái giao diện ở đầu đây để kiểm tra những cái bức hình đã import vào. Có thể thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh của cái này nó rất là đẹp mắt. Và đây là cái bức hình số 2 thì các bạn sẽ kéo thả cái chọn chọn cái bức ảnh tiếp theo. Ở đây và các bạn sẽ kéo kéo thả một cái bức ảnh tiếp theo. Cái cách thao tác thì nó cũng giống như là cái bước đầu tiên. Nó chỉ lặp đi lặp lại, có nghĩa là cái công việc này nó làm rất chi là đơn giản, các bạn chỉ việc kéo thả vào cái mẫu mà các bạn yêu thích. Đó, và các bạn quay về cái quyết định slideshow sort thư mục và các bạn chạy lại cái giao diện từ đầu. Đó, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh nó rất là đẹp mắt, mà nhìn nó đỉnh cao, nó đẳng cấp. Đó. Và tiếp theo thì các bạn cứ thế lần lượt mà các bạn làm đến hết cái thư mục đầu tiên của cái 12 cái sort ở đây. Đó. Tiếp theo là bây giờ là chạy sort số 4 thì các bạn lại về cái quyết định slideshow ở bên ngoài và tìm cái bức ảnh để các bạn kéo thả sang. Đó. Và lại ấn scan to frame size. Ấn thẳng chuột vào và kéo rộng cái khung ảnh ra để cho nó không bị bôi đen hai màn hình hai bên, và các bạn lại về cái quyết định slideshow. Và kiểm tra lại cái quá trình mà các bạn vừa mới kéo thả bức ảnh vào. Đây nó là một cái mẫu trình chiếu đám cưới mà nó phải nói là nó đẳng cấp và nó nhìn nó xịn sò lắm. Và cứ thế là các bạn nhớ cứ lần lượt là các bạn là vào tất cả các cái shot ở đây, và lần lượt cứ thế, cách làm nó cứ lặp đi lặp lại, và các bạn cứ thế kéo thả bức ảnh mà các bạn đã chọn. Thì khi mà làm xong thì đương nhiên là các bạn đã có một cái sản phẩm mà video ảnh cưới slideshow nhìn nó rất là đỉnh cao và đẹp mắt. Cái hiệu ứng này tôi thấy nó khá là đặc biệt và nó thực sự là nó rất là xịn sò. Cái này nó phù hợp với cái trình chiếu ở cái màn hình lớn ở giữa một cái hội nghị dành cho những cái đám cưới đấy, cái tiệc cưới, và khi đấy nhìn thì nó rất là điện ảnh, nó rất là xịn sò, mà nhất là những cái các bạn nó tự làm cho cái video của riêng mình, ngày cưới của riêng mình, hoặc là các bạn làm dự án cho khách hàng hoặc là trình chiếu. Đây nó là một cái sản phẩm không thể bỏ qua. Đó. Như vậy là cái video mà tôi hướng dẫn với các bạn cái mẫu trình chiếu ảnh cưới này đỉnh cao này, thì các bạn có thể là bạn các bạn cần cái mẫu này để phục vụ cho cái dự án cho riêng mình, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình ở trên số điện thoại trên cái mục mô tả kênh và mô tả video, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên Zalo với tôi. Thì cái video này tôi chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Thì các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh để theo dõi tiếp những cái video và tất cả những cái mẫu đỉnh cao mà tôi chia sẻ với các bạn trong những thời gian tới đây gần nhất. Xin chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.